Đây, đi đến chỗ ông Cầm nè, đó. Nhà đi nhà của ổng rồi. Ai vô đây nó là dễ đâu. Nhà của ổng là cửa đóng then cài rồi coi như là quá dữ luôn đó. Thấy qua Mỹ thì lên nhà của ổng thôi. À, thấy không? Thấy nhà của ông Cầm chưa? Đó, quay cho cả người mọi người coi nè đó. Ai nói ông Cầm với tôi bên Mỹ là vô gia cư đâu. Không lép đâu. Hả? Nếu thật sự những người thất bại thì ta lo chống chua chống nhủi, không ai dám về Việt Nam để mang nhục, anh đồng ý không? Đó sẽ là sự tủi nhục, nếu mình thất bại mình về là sự tủi nhục, anh đồng ý chứ này? Chắc chắn rồi, khi mà mình về bố hương mà về một dạng dùng vinh quy bái tổ thì mình phải có của, mình phải có cái gì đó, mình hãnh diện chứ từ những cái thằng thất bại mới là trúng chui trúng nhủi, nó thẳng là như vậy. Đúng rồi, tại vì thường á, cái tâm lý ngày xưa, từ thời xưa ông bà mình rồi là có cái chuyện mà giống như là quan trạng mà về làng á là phải vinh quy bái tổ mới về. Còn cái thứ hai nhớ câu người xưa nữa là khi ở cái tuổi mà lớn rồi, khi đi làm quan công danh ở triều đình đó, ta nói là gì, công là cáo lão hầu quan hương hầu hương hả, anh em nhớ không? Cáo lão về quê để sống anh an nhàn, bây giờ mình thấy như trang vậy đó, trang thối mình lắm. Cho nên nếu thật sự mà anh biết những cái kẻ mà họ bỏ xứ ra đi là thường ai trốn nhụ, trốn nợ, hoặc là những người mà làm những chuyện xấu á, họ không dám quay về cố hương, bởi vì về mất công là sẽ bị mang tai mang tiếng. Bởi cho nói câu á, chủ nợ truy lùng, quậy 12 bến nước, không phải 12 bến nước, quậy 11 bến, còn trường bến lấy chồng, anh nhớ câu đó không? Đúng rồi. Thì cho nên á, mấy cái người mà nói á, là những người Việt Nam sống là thất bại thì mình thấy mắc cười, không dám cãi. Nhưng thật sự mình nói hẳn câu, nếu thất bại chắc chắn những người đó sẽ không bao giờ dám, không về. Dám về chứ tại vì về á, mắc về bắt cỡ, bắt cỡ hoặc là mang nhục, tủi thân mang nhục. Mà nếu mà nói thành công đây á, có nghĩa là mình không phải nói là mình có tiền, có của gì, mà cái thành công của mình á, biết thành công là gì không? Định nghĩa thành công là gì? Là anh đã có một cái kế hoạch, anh có một cái dự định, một cái gì đó ở mắt mà anh thực hiện nó được, như vậy anh thành công. Đúng rồi. Thành như công mình nghĩa mình đó, đâu phải là tỷ phú mà thành mình công. Mãn đó, nguyện, mình mãn nguyện. Mình mãn nguyện, mình hài lòng với cuộc sống của mình, mà mình về đó mình không bám víu, mình không nợ nần, mình không... Mình không làm phiền ai cả là thành công rồi, đó là thành công rồi đó, đơn giản thôi chứ không có cái gì cả. Còn với một cái nữa đó, anh có thấy khi anh em mình về cái cách sống của mình, cách cư xử mình á, thì bà con họ rất là welcome và họ rất là vui vẻ. Đừng tỏ thái độ mình, đừng tỏ thái độ mình chứ rồi. Họ đâu phải chỗ già họ quét mình đâu. Đúng rồi, có những người về chắc chắn họ lấy chỗ già họ quét anh, phải chửi luôn mệt quá. Còn mấy cái thằng mà chửi mà nói vụ gì kiểu thất bại thì biết là mấy thằng nó khùng mà mình thôi, cho nên gán đi anh, mình có công có chuyện, mình qua đây 1 tháng 2 tháng rồi, tháng nữa mình đã có mặt ở Việt Nam nữa rồi, anh em mình lại thăm vong tao tiếp. Đầy đủ hai bên nó thằng gì à, thậm chí lai sư răng bảo hiểm nhân thọ tao cũng có đầy ba đống mấy chục năm rồi. Với một cái nữa đó anh biết không, cái hạnh phúc và cái diễm phúc nhất của mình là gì, là mình thoải mái tư tưởng đó. Có nhiều người họ muốn nhưng mà nó được, anh biết tại sao không? Họ về có được sự đồng thuận của nửa phía còn lại đâu, vợ con họ hay là gia đình họ có đồng ý đâu, đúng không? Nói mình là mình được sự đồng thuận đó, nó là mình có phước rồi đó. Chính xác, con cái nó chấp nhận điều đó, nó nói ba đây ba buồn ba không phải làm vậy thôi, ba gì nam ba đó là những người hiểu chuyện đó, là hiểu chuyện con cả tao đấy, rồi chết lậu bộ pho rồi. Thế hả, em có tiếp xúc với bà chị vợ anh á, bà nói thôi ổng lớn tuổi rồi, ổng đau rồi, mẹ ổng vui là ổng cứ sống không sao. Chứ đây là có bà chị là phu nhân của anh Cầm, thì hỏi chị cho ổng về Việt Nam hả? Cho. Chị không sợ gì hả? Không sợ gì hết. Sao chị cho ổng về, nhiều người muốn về đâu được đâu. Anh già rồi, anh đâu còn bao nhiêu thời gian ở trên cái thế giới này nữa đâu. Phải để cho anh hưởng thụ cái cuộc đời của anh. Còn nếu mà chị mà giữ anh ở bên này á thì là anh sẽ chết sớm. Đó, thành ra để cho anh về anh được tự do, anh vui vẻ thì anh sẽ sống lo hơn. Hay quá bên này. Em hỏi chị nè, vừa hổm á nhiều người hỏi á, nói rằng á, là ông Cầm trốn vợ về, thì em hỏi ổng nói là vợ tao cho phép, mấy đứa con tao đồng ý, vậy nay xác định đúng không vậy? Đúng, chị cho phép, đưa tiền cho về nữa cơ. Ôi trời ơi, không ai anh phúc bằng ông Cầm. Không ai sướng bằng anh gặp chị là anh nói phước coi như là đại phước luôn. Nhưng mà chị có không sợ về bển ổng ôm cô này cô kia bầu nhí sao? Tại vì ai cũng nói ông này về bển là đi cặp người này người kia, có không? Không có đâu, chị tin tưởng chồng chị không có đâu. Hồi xưa anh còn trẻ mà anh đã không bồ bịch, giờ già mà có bồ bịch nữa. Bà cũng là ai cũng có muốn, ai cũng muốn ta sống thọ cả. Đó là con cái ta cũng vậy thôi. Không, đó là những người sống ở Mỹ họ hiểu vậy đúng đó. Tại vì đó là cái... Cũng qua là chẳng cái qua là biết sao họ hiểu được cái gọi là ở Mỹ là cái quyền tự do mưu cầu hạnh phúc á. Mưu cầu hạnh phúc là quyền của mỗi người, nào phải không? Còn những người nào mà cứ lên tiếng nói người khác đó là những người vi hiến, những người vi phạm cái đúng rồi. Cái luật của Mỹ á.
quyền mưu cầu hạnh phúc là quyền tất cả mọi mình người. Mình xin quốc tịch đó, thì mình có cái câu đó thấy không? Nghĩa là tất cả công dân ai cũng có quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc, đúng không? Nói câu đó là câu nào quý hiến. Cho nên thôi, chuyện mình cứ lo nè quý không? Ai nói gì nói, ai nói sao mình nói, cảm thấy là thất bại cũng được, miễn mình vui. Mình cảm thấy là hạnh phúc là được rồi, mình hài lòng với bản thân mình là được rồi. Cần gì, tao gì, đam ta xách xe ta chạy phà. Với là anh... Em vô tình có đọc một cái bài trên báo á, người ta nói một người thành công sẽ không bao giờ chê người khác thất bại, không biết tại sao không? Em nói đi. Tại vì thất bại là mẹ thành công. Mà nếu chê thất bại thì nó chửi mẹ nó rồi. Cái câu đó là câu châm ngôn của bạn. Nói hại thì vui thôi, đúng không? Vui thôi. Ok, thôi được rồi. Nói quen. Tao cứ hồi xưa tao ngồi đây hoài. Bây giờ cũng ngồi mình, ngồi với ai? À, bên Mỹ mà kiểu dày phải không? Như Việt Nam phải rồi đó, cứ ngồi vậy nè. Nhìn đây đâu có ông đi qua bà đi lại như Việt Nam đâu. Ở Việt Nam thì có nhắc cái ghế ra thấy ông đi qua bà lại, còn ở đây tôi thấy nhà không thấy ai được. Ê khoát cửa trước nha. Không quá đâu. Dạ. Mỹ có xuống được kìa không? Rồi phở là xìn không? Lý xìn không? Lý xìn. Ờ, ông này cũng mê phở lắm, họ đi ăn phở. Phở là nó dốc. Gầu. Thấy không? Thấy con làm gầu ngon không? Đó. Quá ngon rồi. Rồi. À, ông này là đạo phở rồi đấy. Không biết là thích nhất là phở là một cái bánh phở á. Cho bánh phở, bánh phở tươi à, biết cái quán này là do cái ông này nè. Ông này ông rủ đi ăn biết. Bảo đảm, bảo đảm ngon, ngon mà rẻ. Mấy cái tỏi nha. Ăn tỏi đi để trừ tà, để khỏi bị bỏ bùa. Vậy ăn phở là khoái với cái rau. Có rau. Có mấy chế mấy mợ lên trên kênh của em bình luận nói Việt Nam nghèo bởi vì sao? Bởi vì bán giá rẻ quá, không giống Mỹ mới nghèo, chịu nổi không? Trong khi ở đây mọi thứ đều rẻ hết, từ nhân công cho đến rau các kiểu, giá mặt bằng chung nó như vậy rồi, tiền thuê mặt bằng cũng rẻ nữa, thì chi phí rẻ thì người ăn được đỡ tiền chứ có gì đâu, mà về chỗ nào giá cũng vậy thôi. Nói câu vậy cũng nói được, bó tay. Thay vì về tận hưởng đi mình nói như vậy. Giờ về thử bán giá kiểu Mỹ ai ăn. Đồng ý không bác Cầm? Phải mừng chứ, nhưng mà người ta vẫn sống được là tại vấn đề chỗ nhân công ra. Cái món phở mình rất là ngon. Cái gì? Được ăn là ngon à. Mà mình ăn những cái món mà mình khoái khẩu được mình thấy ngon rồi. Tô này có 30-40 à. Cùng rước 35 à, bữa nay lên nó hết tan nhiều quá. Tô của em 45 nè cả nhà mình. Tô 45 ngàn. Tô 45 ngàn nè, tính ra có nhiêu? 2 đô hơn à. À đi ăn xong vụ cà phê. Thấy không? Đã không? Sống cứ lè phè. Nói câu này bị chửi. Cuộc sống thật là sung sướng và thú vị. Đó. Tận hưởng thôi. Cái cà phê này hay lắm nha. À, về đây thấy rạng rỡ hả? Tự nhiên ai cũng tươi. Ai cũng tươi vậy hả? Chủ quán này cũng biết ông Cầm luôn mà. Hả? Rồi, đó, nãy ra chậu không hả? Ok, thì biết vậy rồi, nhưng mà tại vì biết sao không? Đi đâu á, là tận đây đi nhậu. Vậy hả? Trốn nhà không? Ờ, về mà trốn rồi mà vui cái là nhà ông, nhà tôi gần cái hẻm nhau mới ghê. Lạ luôn, lạ luôn, lạ luôn, lạ luôn, lạ luôn, lạ luôn. Sát bên luôn. Thôi, gì cũng với ông đi chơi được. Mẹ ra thôi. Chị chủ này rất là vui vẻ. Hôm nay mới cái là có thêm người phụ đó, cũng là những cái món như ngày xưa ha. À, đây sao hôm nay bán được không anh? À, về ăn cơm chuẩn bị nè. Chào anh nha, trời ơi sao mình hên dữ vậy. Dạ đây rồi, đây có bạn này nữa gặp mình nữa mấy mày. Chào anh.